chính là hai sản phẩm mật ong, hai sản phẩm được yêu thích nhất trong nhà em ngày hôm nay. Đây là sản phẩm mật ong Bạc Hà, các anh có thể nhìn thấy màu sắc nó đã khác biệt nhau rất là nhiều rồi. Còn về hương vị, khi mà các anh mở ra thì mật ong Bạc Hà có một mùi thơm thanh mát rất là đặc trưng, còn mật ong rừng thì các anh có thể ngửi thấy cái mùi thơm dịu nhẹ của nó, mùi của hoa rừng nên là rất là thơm. Các anh có thể nhìn thấy khi mà em rót nhiều quá thì cái mật ong rừng này nó sẽ có nhiều bọt khí, còn đối với mật ong Bạc Hà thì nó sẽ không có bọt khí, nó vẫn giữ được cái độ trong mịn của nó. Nên các anh có thể mua loại nào thì có thể inbox trực tiếp cho em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn ạ.